Và như vậy là hiệp đấu đầu tiên của chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu. Bàn so tài của vòng 16 V-League năm nay giữa BKMX Bình Dương và Khánh Hòa. Bóng đã lăn tại sân vận động Bình Dương. Văn Tùng tạt bóng vào. Coutinho thêm một quả tạt coi vào. Đó là bất ngờ, đó là bất ngờ mà Khánh Hòa đã tạo ra tại sân Bình Dương của BKMX Bình Dương. Pha ghi bàn của Đình Kha. Đó là tình huống tấn công và cũng là pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu này. Và niềm vui đã đến với các cổ động viên của câu lạc bộ Khánh Hòa. Thành Lộc quả treo sớm vào bên trong dành cho Aspen Charles. Quang Hùng tiếp tục là một quả tạt. Đánh đó! Đình Kha gọi và Tiến Linh trả lời. Vẫn là một tình huống đánh đầu và Tiến Linh đã đưa trận đấu trở lại và xuất phát. Liên tiếp là những tình huống tấn công biên, liên tiếp là những quả tạt. Bùi Vĩ Hào ở một chung kết U23 châu Á vừa qua, Bùi Vĩ Hào cũng đã có những màn trình diễn hết sức tuyệt vời. Và chọc kè rất hay, không hề có lỗi vị quỳ. Làm gì? Quá nhẹ nhàng. Một tình huống xử lý quá bình tĩnh của tiền đạo Asimen Charles. Và 2-1 dành cho BKMX Bình Dương rồi. Hai bàn thắng đến quá nhanh cho đội bóng đối thủ. Và Ngọc Cường đã không hài lòng với cách chơi phòng ngự của những người đồng đội xếp ở phía trên. Và tính cho tới thời điểm hiện tại thì Quang Hùng luôn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ cánh phải của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Asimen Charles. Còn là Asimen. Một phong độ khủng khiếp của ngoại binh mang áo số 90 Asimen Charles. 3-1 cho BKMX Bình Dương. Phong độ ghi bàn quá tốt của ngoại binh mang áo số 90. Cú đúp của Asimen Charles ở trong trận đấu này. Vẫn là Văn Tùng. Treo bóng vào. Coi. Chưa có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Rất tốt. Cẩn thận. Cơ hội. Không bao. Và tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Mai Xuân Hùng cũng đã vang lên. Một chiến thắng thuyết phục của BKMX Bình Dương ở tại sân nhà trước các vị khách Khánh Hòa với tỷ số là 3-1.